Hello các anh em, chắc là mọi người đã nhìn thấy tiêu đề của video ngày hôm nay. Hôm nay anh em mình sẽ không review, sẽ không top 10 nữa, mà hôm nay anh em mình sẽ bung lụa, sẽ vui chơi có thưởng theo đúng nghĩa đen của nó. Đấy, anh em mình sẽ tham gia vào một cuộc bình chọn với một vài phần quà nho nhỏ dành cho các anh em. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, mình sẽ chia sẻ đến anh em cách thức và giải thưởng dành cho người thắng cuộc. Ok, lên đường thôi. Ok các anh em, nội dung cuộc bình chọn lần này đó là chai nước hoa nào bạn muốn sở hữu nhất. Và ở đây thì mình để ra 6 gợi ý, đó là Replica Jar Club, YSLY EDP, Jampon Gorte Entremé, Tom Ford Ombre Leather, Dior Sauvage Elise, và cuối cùng là Creed Aventus. 6 chai đó thì các anh em lưu ý, đấy sẽ là nội dung của cuộc bầu chọn. Thì cách thức tiến hành sẽ là như thế nào? Bước 1, các anh em click vào đường link mình để phần mô tả. Đó, chúng ta click vào đấy và nó sẽ dẫn các anh em đến cái trang mà mình đã tạo ra sẵn. Đó là trang bình chọn. Đó, chai nước hoa là bạn muốn sử dụng nhất này. Và 6 chai mà các anh em mình đã gợi ý sẵn. Đó, đấy là bước 1. Bước thứ hai, khi mà các anh em chọn xong thì ghi giúp mình nick Gmail mà các anh em đã đăng ký kênh của mình, cộng thêm một dãy số gồm 4 chữ số may mắn, để sau khi mà kết thúc cuộc bình chọn này chúng ta sẽ quay số random. Nếu như số nào gần nhất với kết quả số tự random ra thì đấy sẽ là người thắng cuộc. Mình ví dụ ở đây như bước 2, đó là ví dụ như đó là phần nên. Phần name ở đây thì đã có tên của mình rồi. Với bước 2, trước khi canh em, sau khi các anh em chọn xong, ví dụ như cái này chẳng hạn, ok, chúng ta sẽ xuống đến đây và đánh tên nick Gmail các anh em subscribe kênh của mình, cộng thêm một dãy số 4 chữ số may mắn. Đó, và chúng ta bấm vote, bấm vào cái nút xanh này là xong. Đó, mình nói lại là có sẽ có hai bước. Bước 1 đó là chọn chai các anh em muốn sở hữu. Bước 2, trước khi bấm vote thì làm ơn ghi cái Gmail các anh em đã subscribe kênh của mình, cộng một dãy số tự nhiên gồm 4 chữ số mà các em tùy thích muốn chọn như thế nào cũng được, để sau này chúng ta quay random, người nào gần nhất với kết quả số random nhảy ra người đấy sẽ là thắng cuộc. Đó, và người thắng cuộc sẽ là như thế nào? Giải nhất đó là dành cho ai đã bỏ phiếu cho chai nước hoa có số bình chọn nhiều nhất, cộng thêm cái dãy số 4 chữ số mà các anh em ghi gần nhất với kết quả random đã nhảy ra, thì đấy là người sẽ giành giải nhất. Đó, giải nhì là hai người chọn ra hai chai nước hoa xếp sau chai thứ nhất, và tất nhiên rồi cũng có dãy số random mà các anh em tự chọn gần nhất với kết quả mà sau này chúng ta sẽ quay. Và giải ba đó là những anh em mặc dù chúng ta không chọn vào những chai có số phiếu cao thứ nhất và thứ nhì nhưng chúng ta vẫn bỏ phiếu, thì mình nghĩ rằng vẫn phải có một cái kết quả khích lệ, thì các anh em chúng ta sau này sẽ vẫn dựa theo cái kết quả mà các anh em, cái dãy số mà các anh em ghi may mắn đó, chúng ta sẽ vẫn quay và chọn ra những người đạt giải ba đó. Vậy phần thưởng sẽ như thế nào? Ở đây mình sẽ có một giải nhất gồm một chiếc 10ml, một chai vintage hiện nay mình đang sở hữu, bất kỳ chai nào các anh em muốn, có thể là Dior Intense, Lanvin, hoặc là những chai đã diss mà hiện nay rất là khó tìm, ví dụ như Lanvin Avantgarde hoặc là Bulgari Pro Home v.v. Cái đấy thì sau này các anh em ai là người thắng cuộc chúng ta sẽ inbox để thương lượng. Và mình cũng xin nói thêm đó là trừ chai những chai Seculutem, bởi vì size nó 50ml nó quá ít cho nên mình không muốn chiết ra, còn lại thì các anh em sau này các anh em mình sẽ tham khảo. Hai giải hai sẽ gồm một chiếc 10ml của MFK Grand Soir và 10ml của Canon Barcelona D600, hai giải 2 nhá. Và giải 3 sẽ gồm có 3 giải, thì là gồm 10ml của Terrain de Image, 10ml của The One và 10ml của một chai nước hoa của nhà John Varvatos. Đó, thì tổng quát lại sẽ gồm có 1 giải nhất, 2 giải 2 và 3 giải 3. Ok, thời hạn chót của cuộc bình chọn này mình để là 23:59 ngày 12 tháng 12, có nghĩa là đêm rạng sáng ngày thứ hai đến 23:59 ngày chủ nhật là sẽ hết hạn cuộc bình chọn này. Đó,
Mình nghĩ rằng là 3 ngày là quá đủ, không cần phải nhiều. Và mình xin nói thêm là mỗi một lần quay giải sẽ tách riêng ra, ví dụ giải nhất sẽ quay giải nhất, giải nhì sẽ quay một lần giải nhì, giải ba sẽ quay một lần giải ba, chứ không phải là quay một lần đâu. Đó,